Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái hướng dẫn xin sao chụp hồ sơ tòa án. Số là hôm qua thì tôi có một vị khách hàng, anh xin tôi một cái cuộc hẹn vào buổi đêm và anh đã gọi cho tôi. Thì trong cái câu chuyện tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, anh bảo rằng là phía bên nguyên đơn khởi kiện vì cho rằng có cái di chúc, trong khi phía gia đình anh đã có cái quá trình quản lý sử dụng và được Ủy ban Nhân dân cung cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi mới hỏi rằng là nếu trong trường hợp khởi kiện chia thừa kế bằng di chúc thì anh có thể xem cho luật sư xem cái di chúc hay không? Vì khi mà xem cái di chúc thì luật sư sẽ nhận định về mặt hình thức, về mặt nội dung di chúc đó nó có ổn hay không, di chúc nó có phù hợp với quy định của pháp luật hay không. Thì anh mới bảo với tôi rằng là luật sư ơi, là tôi cũng không có thấy cái di chúc. Thì chúng ta khi đi tòa các bạn ạ, chúng ta là nguyên đơn, chúng ta là bị đơn, chúng ta là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, thì chúng ta được quyền xin sao chụp một số hồ sơ chứng từ của các cái đương sự khác. Ví dụ như trong trường hợp của anh thì anh là bị đơn, anh bị nguyên đơn khởi kiện, thì trong trường hợp này anh, nếu anh muốn xin cái đơn khởi kiện của tòa thì anh sẽ có một cái đơn xin sao chụp tài liệu. Trong cái nội dung đơn đó đơn giản thôi quý vị và các bạn ạ, đơn giản thôi, một cái đơn là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin sao chụp tài liệu. Phía dòng phía trước thì mình ghi là kính gửi tòa án nhân dân cái quận mà đang thụ lý đó, và mình trình bày là tôi tên gì, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân, tôi là nguyên đơn, tôi là trong trường hợp này là tôi là bị đơn trong cái vụ kiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khởi kiện chia di sản thừa kế hoặc là khởi kiện tranh chấp hợp đồng vay tiền. Tôi được biết là nguyên đơn khởi kiện tôi như vậy, tôi xin được sao chụp một số chứng từ như sau, ví dụ như là chụp cái đơn khởi kiện, chụp cái di chúc, chụp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chụp những cái giấy vay tiền, những cái gì mà mình cho rằng là phía bên nguyên đơn đưa ra chứng cứ. Và khi chúng ta được xin thì tòa sẽ chấp nhận cho chúng ta, photo lại chúng ta và chúng ta sẽ trả những cái khoản phí cho tòa. Thông thường nó là như vậy, cái khoản phí nhỏ nhỏ thôi. Một số anh chị em thẩm phán thì sau khi sao chụp thì vài ngày sau thì được nhận những cái tờ photo đó, và mình về mình nghiên cứu để mình là bị đơn, mình xem cái việc nguyên đơn khởi kiện có được hay không, có đúng không. Và như trong trường hợp của cái anh khách hàng của tôi bảo rằng anh phải chụp lại cho tôi xem cái di chúc, đưa cho luật sư xem để luật sư nhận định cái di chúc đó có hợp pháp hay không, có đủ theo quy định của pháp luật hay không, cái đơn khởi kiện của họ kiện mình cái gì. Rất là nhiều vấn đề. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video này luật sư muốn chuyển tải một cái thông tin đến cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn là nguyên đơn, nếu quý vị và các bạn là bị đơn, nếu quý vị và các bạn là người có quyền và nghĩa vụ liên quan thì chúng ta cũng có quyền xin sao chụp một số tài liệu của đương sự còn lại. Trong đó chúng ta ghi rõ cho tôi chụp cái giấy vay tiền, thì cho rằng là cái giấy vay tiền không phải chữ ký của tôi, cho tôi sao chụp lại cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì cái việc kiện này nó không đúng, không phải thửa đất này chẳng hạn. Và sau khi chúng ta được sao chụp thì chúng ta về nhà chúng ta sẽ phản bác lại những cái ý kiến còn lại các bạn ha. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn rằng tất cả nhà nhà đều biết luật, đặc biệt là một số những cái quy định về
khi mà đi tòa án với ước mong là chúng ta sẽ là một cái xã hội càng tiến bộ. Thông qua cái kênh YouTube này, các bạn sẽ gặp được những cái trải nghiệm nhỏ mà luật sư sẽ chỉ cho quý vị và các bạn, sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn để chúng ta có đủ tự tin khi chúng ta đi tòa với tư cách là đương sự, gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Sắp tới thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn làm một số cái bản tự khai, cái tờ trình, rất là nhiều thứ, và hy vọng rằng mỗi ngày sẽ giúp trên kênh Luật sư Thu Đoàn. Nếu quý vị và các bạn ủng hộ, nếu quý vị và các bạn cần những cái vấn đề kiến thức gì thì quý vị và các bạn sẽ để lại cái comment ở phía dưới đường link. Tôi xin trân trọng cảm ơn.